quân quý cùng tập đoàn danh khôi xin kính chào quý anh chị và các bạn như quý anh chị cũng đã biết là thời gian gần đây có rất nhiều khách hàng của danh khôi đang quan tâm tới dự án takashi ocean Suite kỳ co đúng không ạ đây là một đô thị biển mang phong cách nhật bản duy nhất tại thành phố quy nhơn và cũng đang là tâm điểm đầu tư tại khu vực miền trung khu đô thị dự kiến sẽ tạo nên một làn sóng mới bùng nổ trên thị trường bất động sản ven biển tại việt nam và có thể nói đến thời điểm này, sức hút của dự án Takashi Ocean Suite kỳ co đang lan tỏa mỗi ngày một rộng lớn. Đặc biệt với cơn biến động của đại dịch Covid-19 thì xu hướng dịch chuyển về các khu bất động sản ven biển hướng đến một môi trường thiên nhiên trong lành, an toàn cho sức khỏe và có giá trị bền vững lại ngày càng tăng cao. Và theo các chuyên gia đánh giá, bất động sản ven biển là loại hình phát triển dựa vào du lịch và gần đây thì du lịch biển Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ cũng như vương tầm quốc tế. Một trong những động lực để có thể thúc đẩy bất động sản ven biển trở thành thị trường màu mỡ là đã tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch. Với rất nhiều những điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ấm quanh năm, khu vực miền Trung thu hút khách du lịch trong và ngoài nước trong suốt gần như 12 tháng thưa quý vị. Dự đoán bất động sản miền Trung sẽ hứa hẹn khả năng tăng giá cho các nhà đầu tư và sẽ ngày càng khan hiếm trong tương lai. thưa các anh chị nói về sức hấp dẫn của bất động sản biển miền trung thì bình định đang là một thị trường nổi bật tại thời điểm hiện tại ở nơi đây thì hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi cho sự phát triển du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng ven biển cả về điều kiện tự nhiên về kinh tế xã hội hay văn hóa lịch sử trong đó thì thành phố quy nhơn nổi lên như một điểm sáng Tỉnh Bình Định cũng đã đặt mục tiêu đến năm 2025, thành phố Quy Nhơn tập trung đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế biển, bên cạnh đó phát triển về dịch vụ du lịch biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Và chỉ tiêu cụ thể là đón trên 6,6 triệu lượt khách du lịch, trong đó sẽ có 0,9 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng khách bình quân đạt 6,3%. Ngoài ra thì về doanh thu du lịch đạt 13.500 tỷ đồng sẽ tăng bình quân 13,6% trên một năm. Để làm được điều này, thì Bình Định đang rất nỗ lực để chuẩn bị mọi mặt tốt nhất, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế và khai thác tiềm năng du lịch còn rất lớn của tỉnh mình. Trong đó, thì việc đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở hạ tầng rồi kết nối giao thông liên vùng, liên tỉnh cũng như các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đi kèm vào được chú trọng nhằm thu hút hơn nữa những nguồn vốn đầu tư vào tỉnh cũng như hấp dẫn du khách. Chẳng hạn như mới đây có thể kể đến như là sân bay Phù Cát đã chính thức được nâng cấp thành sân bay quốc tế, được xem là động thái dọn đường cho ngành du lịch có thể phát triển lên một tầm cao mới. Theo đó, thì các hãng hàng không có thể kể đến như Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khai thác chuyến bay quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của các địa phương. Và dự kiến thì các hãng sẽ mở thêm những chuyến bay quốc tế phục vụ khách du lịch từ quy nhân đi các đất nước như là Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và theo chiều ngược lại. Và trước đó thì dù trải qua nhiều đợt dịch Covid-19, nhưng sân bay quốc tế Phù Cát cũng là một trong những sân bay an toàn có thể đón chào khách trong các thời điểm dịch ổn định và không dừng lại ở đó thì quý anh chị cũng có thể thấy là một bức tranh về quy nhơn với trục hàng hải quốc tế cực kỳ nhộn nhịp càng trở nên rõ nét khi việc quy hoạch mở rộng cảng quy nhơn đang được triển khai nhằm xây dựng phát triển thành một trong những cảng biển hiện đại và mang tầm khu vực thưa quý vị Giờ đây thì tàu siêu trường siêu trọng đi từ các tiểu vương quốc Ả Rập đến với những đất nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ không còn cần ghé qua Singapore và Malacca nữa mà có thể đi tắt qua cảng Quy Nhơn thưa quý vị. Không chỉ là tâm điểm kết nối về đường hàng không và cả đường biển, tính Bình Định còn nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam hiện có. Từ đó thì nâng cấp ga diêu trì thành ga tổng hợp quy nhân, xây mới hai ga logistics tại Phước Lộc và Canh Vinh, từ đó từng bước triển khai xây dựng những tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để đi qua tỉnh Bình Định. Chúng ta có thể thấy là tất cả những điều này đã giúp kích hoạt gần như toàn bộ tiềm năng kinh tế của tỉnh Bình Định nói chung và ngành du lịch bất động sản biển nói riêng. Kính thưa quý anh chị, đóng một vai trò trọng điểm của Bình Định, tâm điểm đầu tư miền Trung, đó chính là khu kinh tế nhân hội nằm trên bán đảo Phương Mai, với 8 phân khu được quy hoạch cực kỳ đồng bộ. Và trong đó thì các phân khu từ phân khu 1 đến phân khu 6 thuộc phân khu kinh tế hiện hữu trên bán đảo Phương Mai như chúng ta đã biết có diện tích khoảng 12.000 hecta Bên cạnh đó thì vị trí tiếp giáp cũng vô cùng thuận lợi quý vị nha. Ở phía Bắc thì giáp núi Bà, xã Cát Hải, huyện Phù Cát. Ở phía Đông và Nam giáp vào Biển Đông. Phía Tây giáp với Đồng Thị Nại, được thiên nhiên ưu ái cùng với hệ sinh thái cực kỳ đa dạng đầy đủ rừng nguyên sinh ngư trường rộng sinh vực biển cực kỳ phong phú có hang yến đồi cát sang hô và cả mạch nước ngầm bán đảo phương mai hiện lên với nét đẹp hoang sơ thuần khiết với nhiều lợi thế khai thác và có một điều đặc biệt hơn là bán đảo phương mai còn giữ vị trí kinh tế đắc địa là đầu mối giao thương quan trọng trong nước lẫn cả quốc tế quý vị nha Nhờ vào quy hoạch chuẩn mực và hạ tầng không ngừng hoàn thiện, phường Mai đang dần chuyển mình vụt sáng và trở thành một viên kim cương quý giá trong mắt của các nhà đầu tư. Có thể nói thật khó tìm ra một quỹ đất thứ hai có lợi thế tuyệt vời như bán đảo phương Mai tại Quy Nhơn ở tỉnh Bình Định. Và chúng ta có thể thấy là ngay tại trung tâm của bán đảo Phương Mai, thưa quý vị, thuộc phân khu 4 là khu đô thị biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co với diện tích là 8,3 hectare. Các mặt tiếp giáp đắc địa tạo thuận lợi để Takashi Ocean Suite Kỳ Co trở thành trung tâm đô thị, giải trí, thương mại, dịch vụ tổng hợp phục vụ cho toàn bán đảo. Ở phía Bắc sẽ giáp công viên thung lũng xanh, ngoài ra phía Nam sẽ giáp khu lõi đô thị. Ở phía Đông giáp tuyến đường vành đai của khu lõi đô thị cũng như là quảng trường biển quý vị nha. Và cuối cùng là ở phía Tây sẽ giáp với quốc lộ 19B. Takashi Ocean Suite Kỳ Co kết nối thuận lợi đến với các điểm giao thông trọng điểm có thể kể đến như ga Quy Nhơn, ga Diêu Trị, top 10 ga lớn nhất Việt Nam, cầu thị nại 234 nối bán đảo Phương Mai với trung tâm thành phố Quy Nhơn và cầu thị nại 1 có chiều dài vượt biển đến 2.477m. Takashi Ocean Suite Kỳ Co còn nằm gần tuyến cáp treo dài 3km nối giữa trung tâm thành phố Quy Nhơn với khu Hải Giang. Nhưng quan trọng hơn nữa là dự án còn gần với tuyến đường ven biển DT639 nối khu kinh tế nhân hội đến Hoài Nhân. Và đặc biệt, từ vị trí của Takashi chỉ mất 6 phút đến FLC Quy Nhân và Safari Park, mất 10 phút để di chuyển đến với đồi cát Phương Mai, cầu thị nại hai và khu du lịch Eo Gió. Quý vị nha. 20 phút để ra sân bay quốc tế Phù Cát, trung tâm thành phố Quy Nhân, cầu thị nại, viện đào tạo hàng không Bamboo Airways. Và nếu như quý vị muốn đi tham quan du lịch xa hơn thì quý du khách sẽ chỉ mất khoảng 30 phút để đến với tháp chầm bánh ít 40 phút đến với bãi đá trứng, khu du lịch Gần Ráng hay là Cù Lao Xanh, những điểm cực kỳ nổi tiếng và không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Takashi Ocean Suite Kỳ Co còn hứa hẹn mang đến cho cư dân, khách hàng một không gian trải nghiệm thú vị cùng với hệ tiện ích tích hợp phong phú mang phong cách Nhật Bản, dự kiến sẽ trở thành tâm điểm giải trí sôi động ngay tại Quy Nhơn và cũng là điểm nóng tại khu vực miền Trung trong tương lai và không để cho tất cả quý vị chờ đợi lâu hơn nữa quang quý xin mời quý anh chị hãy cùng với quang quý tìm hiểu sâu hơn về takashi ocean sweet kỳ cò nha Takashi Ocean Suite kỳ co được lấy cảm hứng theo các thành phố nổi tiếng của Nhật là Sapporo, Kyoto, Osaka và Tokyo. Được tập đoàn danh khôi hợp tác với đơn vị thiết kế danh tiếng Nhật Bản là Kume Design Asia. Và đầu tiên khi mà đến với khu đô thị này thì chắc chắn là quý vị sẽ không khỏi ngạc nhiên và cực kỳ ấn tượng trước kiến trúc cũng như cảnh quan và hệ tiện ích mang đậm bản sắc Nhật Bản như là công viên thung lũng xanh diện tích lên đến 74.000m2 đặc biệt là thiết kế với hai mặt đối lập, tỉnh và động, cân bằng rất phù hợp theo triết lý sống sâu sắc của người Nhật Bản thưa quý vị. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tham quan phần tỉnh của công viên quý vị nha. Bắt đầu hành trình từ quốc lộ 19B, chào đón quý vị sẽ là một hồ sen thật yên bình và tĩnh lặng, Đối diện hồ sen sẽ là đồi ước nguyện, ở hai bên đường sẽ là đồi hoa anh đào. Khu vực này thì sẽ giúp quý vị có những phút giây thư giãn. Chúng ta ngắm hoa, nè, đi qua đồi hoa anh đào, chúng ta sẽ cùng hướng đến con đường Sori và con đường tre với những chiếc cổng Sori đỏ rực và những hàng tre thẳng tắp. Đây là những cảnh quan mang đậm nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản. Tiếp nối phần tỉnh sẽ là phần động. Ngay phần cuối mặt tiếp giáp với trục đường là khu dịch vụ và quảng trường sự kiện. Đây sẽ là nơi tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật mang tầm quốc tế, sôi động, hoành tráng, thu hút du khách trong và ngoài nước. Và tiếp đến chính là khu vực F&B và công viên Sasuke dành cho trẻ em. Ngoài ra thì nơi đây còn hiện hữu các tiện ích cực kỳ đa dạng, giúp cho quý vị tận hưởng được một không gian văn hóa đặc sắc của Nhật Bản. Có thể kể đến như là làng Ninja, đồi cỏ lau, quảng trường cá coi quý vị nha. Đặc biệt, Takashi Ocean Suite Kỳ Co còn mang đến cho quý vị những công trình điểm nhấn cực kỳ ấn tượng như là cổng Tauri lớn nhất, đồi diều cá chép lớn nhất, con đường đèn lồng lớn nhất hay mèo may mắn lớn nhất. Và để khám phá phần hấp dẫn nhất thì chúng ta hãy cùng đi tiếp đến với trái tim của dự án quý vị nha. Quý quý xin gợi ý nhỏ nhỏ thôi. Đây là phân khu bao gồm 6 tòa tháp cao 39 tầng, được xây dựng dựa trên thiết kế mô phỏng theo thành phố Tuyết Sapporo của Nhật Bản thưa quý vị. Có tầm nhìn hướng biển. Và quan quý tin chắc rằng nói đến đây thì quý vị đã đoán ra được đây là phân khu nào đã đúng không ạ? À? Đây là phân khu nào ạ? À? Dạ vâng, đó chính là phân khu Sapporo. Và không biết là quý vị có biết là vì sao Quang Quý lại chọn giới thiệu phân khu Sapporo trong chương trình ngày hôm nay không ạ? À? Tại vì đây là phân khu có vị trí đẹp nhất của toàn dự án, được rất là nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại. Và tập đoàn Danh Khôi cũng vừa ra mắt 3 tòa tháp đầu tiên của phân khu Sapporo để có thể mang thành phố tuyết đến với thiên đường nhiệt đới quy nhân. Như quý vị có thể thấy ở đây, ạ à, phân khu Sapporo thừa hưởng tất cả các tiện ích tổng khu của Takashi Ocean Suite Kỳ Co và cụ thể là phân khu Sapporo có vị trí vô cùng nổi bật chúng ta thấy là ở mặt tiền nha sẽ hướng biển các mặt còn lại là tiếp giáp công viên thung lũng xanh 7,4 hecta tiếp giáp hai trục đại lộ chính của dự án là Kaze và Hikari và nằm ngay gần quảng trường biển thôi quý vị. Các căn hộ của Sapporo thì đều có ban công kính tạo một cái sự thoáng đảng và đón khí trời một cách tự nhiên tối ưu nhất ạ. À. Ngoài ra để có thể là mở ra một cái không gian mua sắm, ẩm thực sôi động, các tòa của Sapporo đã dành riêng tầng 1 và tầng 2 cho các trung tâm thương mại, shop house, không gian mua sắm, ẩm thực và cả giải trí quý vị nha. Riêng ở tầng 6 là dành cho hồ bơi vô cực, phòng tập gym, khu BBQ theo phong cách Nhật Bản. Và có một điều đặc biệt là ở tầng 20 còn có vườn thiền, nơi có thể đón bình minh đẹp nhất, hướng trọn không gian bình yên, đưa con người hòa mình với thiên nhiên đúng theo tinh thần của Nhật Bản. Và quan quý cũng tin chắc là với phân khu Sapporo, quý anh chị có thể tự do lựa chọn một sản phẩm phù hợp với phong cách sống của mình. Nếu như mà yêu thiên nhiên nè, thích sự yên tĩnh thì quý anh chị có thể là chọn căn hộ hướng biển nè, hay là hướng công viên cây xanh đúng không ạ? còn nếu như muốn tận hưởng không khí sôi động thì quý chị có thể là chọn căn hộ hướng quảng trường, hướng phố để có thể hòa cùng không khí nhộn nhịp của dự án và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa thì quý vị hãy cùng quan quý chiêm ngưỡng cận cảnh các tiện ích của dự án nha. quý vị hiện nay thì tập đoàn danh khôi đang đưa ra chính sách cực kỳ hấp dẫn giá chỉ từ 1,39 tỷ đồng vốn đầu tư hợp lý để sở hữu các hồ biển lâu dài ngay tại tâm điểm du lịch nghỉ dưỡng giải trí đặc sắc mang tiềm năng khai thác hấp dẫn trong tương lai đúng không ạ à? không dừng lại ở đó thanh toán chỉ 20% đến khi nhận nhà quý vị nha quá nhẹ nhàng cho các nhà đầu tư chúng ta có thể cân đối dòng tiền bởi có sự hỗ trợ đòn bẩy tài chính vững chắc từ tập đoàn danh khôi và ngân hàng tài trợ bv company tặng ngay 3 chỉ vàng cho khách hàng đăng ký tư vấn và chuyển đổi giao dịch thành công và còn rất nhiều rất nhiều những chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nữa sẽ được chúng tôi bật mí trong lễ công bố sắp tới và đây quả thật là một cơ hội đầu tư sinh lời rất hấp dẫn đúng không ạ như vậy thì còn chân chơi gì nữa quý vị ơi hãy nhanh tay để chúng ta nắm bắt ngay một cơ hội đầu tư sinh lời đầy tiềm năng như thế này quý vị nha Quang Quý xin được chúc cho tất cả quý vị chúng ta có thể nhanh chóng sở hữu ngay một căn hộ có vị trí đẹp tại Takashi Ocean Suite Kikor. Và đến đây thì Quang Quý cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Rất cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị luôn nhiều sức khỏe và thành công. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo của Tập đoàn Danh Khôi và Takashi Ocean Suite Kikor.